người miền núi chất lên sân khấu tay cầm mai từ nơi cùng chơi cuối đất cho họ biết đây là ai là rap hip hop từ trên bản làng có công mài sắt có ngay nên khi anh sống ở trên bản rap trên bản có mấy thằng bạn hip hop trên bản làm anh quên nản sống đơn giản quan điểm sống là bất thù thêm bạn người miền núi chất chơi sạt láng có lúc tất bật cả tối cả sáng lúc chơi cả tháng thâu thâu anh thả sáng giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng anh em chung một nhà kinh tay nùng dao phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bắt tay chung sức và làm cùng nhau vì người miền núi có thể sống thiếu thốn nhớ chẳng một điều là không bao giờ sống hèn cúi mắt khom lưng trên nương trồng trọt luôn ngẩng cao đầu vì không sống thẹn khiêm tốn khiêm nhường bước đến nơi đây như là thiên đường bảo vệ biên cương một lòng yêu quê hương đây là người miền núi hãy thắp tiếng ca cho đời mê say
nhạc vui cùng quay nhịp chân rộn rã. Hãy cất bước đến với nhau đêm nay. Nước mắt sẽ khiến trái tim u sầu. Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui. Buồn đau mà chỉ người ơi đừng nhớ. Hãy đến mơ hát với nhau đêm nay. Đừng hôn cho ngọt môi chân dài mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông dài mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi anh quay mặt đi con đường không anh buồn anh. Anh buông lời và thương yêu em trao em để chơi vơi. Sẽ có những lúc trái tim đến nay